công tác tuyên truyền tuyển quân của công an tỉnh đã nhận được nhiều sự ủng hộ, quan tâm. Chiều ngày 8 tháng 2, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ giao nhận chiến sĩ thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023. Đồng chí Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ Công an đóng trên địa bàn tỉnh và lãnh đạo các đơn vị công an huyện, thị xã, thành phố thuộc Công an tỉnh. Thực hiện kế hoạch của Bộ Công an về việc tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an Nhân dân, Hội đồng xét duyệt Công an tỉnh Đắk Lắk đã tuyển chọn được 466 công dân, đạt 100% chỉ tiêu được giao. Với chủ trương của lãnh đạo Bộ về thu hút số công dân có trình độ và chất lượng cao, năm nay số lượng công dân có trình độ trên trung học phổ thông nhiều hơn với năm trước. Trong đó có 3 đảng viên, 1 nữ, 50 công dân có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp. Đây là những chiến sĩ có sức khỏe tốt, bảo đảm những yêu cầu về chính trị, trình độ văn hóa để huấn luyện tham gia thực hiện nghĩa vụ trong Công an Nhân dân năm 2023. Trong đợt này, 350 công dân phục vụ có thời hạn ở Công an tỉnh, 116 công dân phục vụ có thời hạn cho các đơn vị thuộc Bộ Công an. Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh, đã chúc mừng các công dân vừa được tuyển chọn nhập ngũ, đồng thời động viên và giao nhiệm vụ cho các chiến sĩ phải luôn trau dồi phẩm chất đạo đức, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cống hiến sức trẻ, góp phần cùng toàn lực lượng công an thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc. Em đã học xong trường cao đẳng y tế Đắk Lắk vì yêu màu áo cũng như là ước mơ từ nhỏ của em được làm chiến sĩ Công an Nhân dân, sẽ cố gắng phấn đấu rèn luyện nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được giao để bảo vệ cho Tổ quốc, bảo vệ bình yên cho nhân dân. Cũng trong sáng mùng 8 tháng 2, 2.968 công dân ưu tú của tỉnh Đắk Lắk đã lên đường nhập ngũ trong không khí vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng đón nhận nhiệm vụ mới. Trên tay rực lửa, tôi lắng nghe.